Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc lễ hội đền Mẫu Thượng Sapa năm 2021 cùng nhiều hoạt động kích cầu du lịch sôi động đang diễn ra tại khu du lịch quốc gia Sapa. Công nghệ thông tin giúp cho việc đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến với người dân nhanh hơn, thuận lợi hơn. Tiếp nhận lô vaccine phòng chống Covid-19 đầu tiên, ngành y tế đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tiêm phòng cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 10 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa đã tổ chức khai mạc lễ hội Đền Mẫu Thượng năm 2021 nhằm tôn vinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh và những công đức của bà. Tham dự lễ hội có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tuần lễ hội Đền Mẫu Thượng năm 2021 là một trong những sự kiện mở đầu cho các hoạt động kích cầu du lịch Sapa năm 2021. Tại chương trình khai mạc lễ hội, đông đảo người dân và du khách thập phương đã được thưởng thức chương trình liên hoan hát chầu văn và chương trình nghệ thuật với chủ đề Sapa miền hội tụ, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ diễn viên. Lễ hội Đền Mẫu Thượng là lần đầu tiên được tổ chức tại Sapa và chủ trương của thị xã Sapa sẽ thành chương trình thường niên hàng năm của thị xã Sapa. Rất là cảm ơn du khách và đông đảo nhân dân đã đến ủng hộ và cổ vũ cho Sapa. Sáng ngày 11 tháng 4, trong khuôn khổ lễ hội Đền Mẫu Thượng tại Sapa đã diễn ra chương trình Carnival đường phố với chủ đề Các dân tộc Sapa và Đạo Mẫu, thu hút đông đảo du khách tham dự. Đây là lần đầu tiên những nét văn hóa đặc sắc bản địa của các dân tộc Sapa được khéo léo kết hợp với tín ngưỡng thờ mẫu trong văn hóa dân gian. Tôi đang làm việc tại Hà Nội, nghe tin Sapa có lễ hội nên tôi đưa gia đình lên đây để du lịch. Chúng tôi đã được chứng kiến một lễ hội tuyệt vời. Tôi rất thích văn hóa bản địa nơi đây. Có rất là nhiều các dân tộc thiểu số cùng ở Sapa và cùng đến đây. Em cảm giác như kiểu là mình như được hòa mình vào không khí bản sắc dân tộc của Sapa. Sau một thời gian trầm lắng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, du lịch Sapa đã thực sự sôi động trở lại với chương trình Carnival đường phố. Đến nay, thành phố Lào Cai đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, sau hiệp thương lần 2, thành phố Lào Cai có 990 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tính đến ngày 10 tháng 4, 285 điểm đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trước 3 ngày so với quy định. Các hội nghị đều được tổ chức nghiêm túc và đảm bảo công khai, dân chủ trong lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, nơi tổ chức hội nghị cử tri cũng đã tổng hợp ý kiến cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử để thực hiện các bước theo quy định chuẩn bị cho công tác hiệp thương lần thứ 3. Thưa quý vị và các bạn, ba đợt của cuộc thi trắc nghiệm trên mạng Internet tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã kết thúc. Việc ứng dụng khoa học công nghệ đã giúp cho đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể tiếp cận với cuộc thi, qua đó nghị quyết của Đảng được phổ biến, lan tỏa nhanh chóng vào cuộc sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về nội dung này. Suốt thời gian vừa qua, việc những cán bộ đảng viên của chi bộ Ngô Gia Tự, đảng bộ phường Cốc Lếu đến tận các hộ gia đình để hỗ trợ người dân thi tìm hiểu nghị quyết qua mạng Internet như thế này đã trở nên quen thuộc với bà con nhân dân. Cùng với đó là tin nhắn qua điện thoại và mạng xã hội được gửi tới tất cả đảng viên và nhân dân, giúp mọi người nắm được về cuộc thi, có đường link đi kèm để tham gia thi. Với cách làm sáng tạo hiệu quả như vậy, đông đảo người dân đã tích cực tham gia cuộc thi. Đến với nhân dân thì chúng tôi có đưa ra cái nội quy, quy chế của cái cuộc thi để cho người dân nắm rõ được là tại sao lại có tham gia cuộc thi này và mục đích của cuộc thi để làm cái gì.
Và từ đó thì nhân dân cũng hiểu rằng là chúng ta cần phải có hiểu được cái nghị quyết, hiểu được chủ trương của Đảng, mục tiêu của Đảng để chúng ta có thể thực hiện được cái công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước. Để cuộc thi có sức lan tỏa mạnh mẽ, các chi đảng bộ thuộc Thành ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị quán triệt tới toàn thể cán bộ đảng viên. Đặc biệt, thành phố còn tổ chức trao giải thưởng riêng cho các tập thể cá nhân có thành tích cao qua từng đợt thi cũng như cả cuộc thi. Đó là chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp tuyên truyền tới các cái khu dân cư, làm sao để toàn thể người dân nắm được và biết được tới cuộc thi và để người dân tham gia. Và kết quả thể hiện qua đợt thi thứ 2 cũng như đợt thi thứ 3 thì chúng tôi có tỷ lệ người dân tham gia rất là đông. Qua kết thúc đợt thi thứ 3 thì chúng tôi dự kiến là sẽ có khoảng trên 13.000 người dân tham gia. Để cuộc thi diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao, phải kể đến sự đóng góp tích cực nhưng thầm lặng của những cán bộ thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông của tỉnh. Từ khi cuộc thi bắt đầu, tất cả cán bộ nhân viên của đơn vị đã làm việc bất kể ngày đêm để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Đây là phần mềm do các cán bộ của Trung tâm Công nghệ Thông tin Truyền thông xây dựng và phát triển, khẳng định cái việc làm chủ công nghệ cũng như cái việc đáp ứng cái nhiệm vụ chính trị cho tỉnh. Thì trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như chuyển đổi số này thì có thể nói là internet cái là phương tiện truyền thông hiệu quả nhất. Thì phần mềm thì không chỉ đáp ứng cho cái việc mà cuộc thi tìm hiểu nghị quyết lần này mà còn có thể phát triển để triển khai cho việc các việc các khóa học tập nghị quyết cũng như thu hoạch và cả các cái công cuộc tuyên truyền tìm hiểu thông tin trong những cái sự kiện lớn khác của tỉnh. Với việc tổ chức rất thành công cuộc thi, nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đi vào cuộc sống một cách sáng tạo, nhanh chóng và hiệu quả. Nhằm tăng cường hợp tác với đài phát thanh truyền hình các tỉnh thành phố tại một số khu vực trong nước để nâng cao chất lượng chương trình, mở rộng phạm vi phủ sóng và đối tượng nghe, xem. Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai và Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Bình vừa tổ chức ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Đài phát thanh truyền hình Thái Bình và Đài phát thanh truyền hình Lào Cai giao các phòng nội dung hai bên thường xuyên liên hệ, cung cấp tin bài cho nhau, đồng thời nhất trí tăng cường trao đổi các chương trình phim phóng sự, tài liệu, ký sự, văn hóa văn nghệ, tiếp sóng các chương trình trực tiếp về những sự kiện lớn của mỗi địa phương. Hai bên cũng đẩy mạnh phối hợp sản xuất chương trình, khai thác bản quyền phim truyện và các chương trình khác. Việc hợp tác sẽ giúp các chủ trương, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư kinh doanh, các tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp văn hóa và con người của mỗi địa phương được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi hơn tới công chúng của cả hai đơn vị. Nội dung ký kết còn bao gồm việc trao đổi kinh nghiệm về xây dựng cơ chế, chính sách, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật công nghệ. Trong quý 1 năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt gần 8.900 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, những lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất là sản xuất, phân phối điện tăng 38,5% so với cùng kỳ, công nghiệp chế biến chế tạo đạt giá trị gần 7.100 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ, trong khi công nghiệp khai thác chỉ đạt 452 tỷ đồng, giảm 31,9% so với cùng kỳ. Tỉnh đang chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang sản xuất để đảm bảo hoạt động thường xuyên, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa các dự án công trình sớm vào hoạt động, tập trung vào một số dự án công nghiệp trọng điểm như nhà máy luyện đồng, nhà máy dây cáp đồng tại Bản Qua, nhà máy graphit Nậm Thi, nhà máy chế biến dược liệu tại Bát Sát. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Lào Cai có 5 dự án nhà máy thủy điện hoàn thành và đi vào vận hành, với tổng công suất là 67,2 MW. Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 66 dự án đã hoàn thành, với tổng công suất lắp máy là 1.046 MW. Với những dự án đang thi công, tỉnh tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đi vào vận hành theo đúng kế hoạch. Hiện sắp bước vào mùa mưa, công tác đảm bảo an toàn hồ đập ở các nhà máy thủy điện đang được tỉnh hết sức coi trọng. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên những con cá nước lạnh nuôi tại Lào Cai đã được gắn tem truy xuất nguồn gốc. Đây là một trong những giải pháp gỡ khó cho người nuôi cá trong bối cảnh việc tiêu thụ cá gặp nhiều khó khăn bởi cá tầm nhập lậu. Phóng sự vừa được chúng tôi thực hiện tại thị xã Sapa, thủ phủ cá nước lạnh của Lào Cai.
Đây là cơ sở nuôi cá nước lạnh đầu tiên của tỉnh Lào Cai, tiến hành gắn tem truy xuất nguồn gốc cho trên 5.000 con cá tầm. Thời gian qua, cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc ồ ạt vào thị trường Việt Nam đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc tiêu thụ của các hộ nuôi cá trong nước. Bởi vậy, việc gắn tem sẽ giúp người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá nước lạnh Sapa. Cái tem truy xuất nguồn gốc để bắn con cá thì bà con sẽ thúc đẩy nuôi mạnh lên để sản xuất tăng lên, để tăng thu nhập thêm cho bà con nông dân sắp tới. Khẳng định được cái nguồn gốc của con cá, xuất xứ nguồn gốc của con cá là ở Việt Nam mình. Không phải hàng trôi nổi trên thị trường, chưa trôi nổi trên thị trường là không có tem mác. Hiện nay, Hội Cá Nước Lạnh Lào Cai quản lý 55 cơ sở nuôi cá ở thị xã Sapa và các huyện Bát Sát, Văn Bản. Mỗi năm cung ứng ra thị trường trên 335 tấn cá. Để khẳng định thương hiệu cho cá nước lạnh địa phương, hội đã phối hợp với công ty cổ phần công nghệ SmartCheck Hà Nội thí điểm gắn tem truy xuất nguồn gốc cho cá tầm, cá hồi tại Sapa, tiến tới nhân ra diện rộng. Cái việc dán tem nhận diện là một điều rất là quan trọng để khẳng định rằng, cũng như chứng minh rằng cái con cá đấy có nguồn gốc rất rõ ràng. Thứ hai là một trong điều quan trọng nữa là bảo vệ cái quyền lợi cho người tiêu dùng, người trong nước cũng như là tại địa bàn tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh khác. Thời gian tới, việc gắn tem truy xuất nguồn gốc sẽ được nhiều cơ sở nuôi cá nước lạnh tại Lào Cai triển khai để bảo vệ thương hiệu cho mình và quyền lợi của người tiêu dùng. Cùng với đó, các lực lượng chức năng của tỉnh cũng đang siết chặt việc nhập lậu cá tầm từ Trung Quốc, giúp minh bạch thị trường cá nước lạnh hiện nay. Năm 2021, huyện Simacai đặt mục tiêu phấn đấu giảm 2,5% số hộ nghèo. Huyện đã đề ra các giải pháp phù hợp, tập trung đầu tư, tranh thủ sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và nguồn xã hội hóa để đạt được mục tiêu đề ra. Hiện toàn huyện Simacai có 1.000 hộ nghèo, chiếm 13,09%. Động lực để giúp Simacai đạt được kết quả giảm nghèo, trước hết là sự thúc đẩy từ các chương trình, dự án hỗ trợ, ưu tiên của chính phủ. Tổng nguồn vốn được giao từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2020 dành cho huyện Simacai là hơn 169 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2015 đến năm 2020, từ nghị quyết số 22 của tỉnh ủy dành cho Simacai, mỗi xã được hỗ trợ 2 tỷ đồng một năm để phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người dân, phát triển văn hóa xã hội. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước và của tỉnh đã giúp nhiều hộ dân vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, hướng tới thoát nghèo bền vững. Các địa phương, ban ngành và đơn vị sử dụng lao động cần chủ động đảm bảo an toàn lao động mùa mưa lũ, phòng chống và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra. Đây là yêu cầu vừa được Sở Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản, nhận diện, phòng chống dông sét, đảm bảo an toàn công trình, máy, thiết bị, thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn lao động, cảnh báo các nguy cơ gây mất an toàn tại nơi làm việc, chủ động xây dựng phương án xử lý các sự cố nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề, công việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cao. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tỉnh Lào Cai đã được tiếp nhận vaccine COVID-19 từ đợt phân bổ vaccine thứ 2 của Bộ Y tế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai đã tiến hành tiếp nhận bảo quản vaccine theo đúng quy định, cũng như chuẩn bị các điều kiện để công tác tiêm chủng vaccine đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn nội dung này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi phỏng vấn với Thạc sĩ, bác sĩ Trần Minh Hiếu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Dạ vâng thưa ông, Lào Cai mới tiếp nhận 6.700 liều vaccine COVID-19. Vậy thì công tác tiếp nhận, bảo quản lượng vaccine này đã được thực hiện như thế nào thưa ông? Vaccine thì được vận chuyển bằng hòm lạnh chuyên dụng và xe chuyên dụng từ Viện Vệ sinh Trung ương, được theo dõi bằng dụng cụ chuyên dụng về nhiệt độ và trong suốt quá trình vận chuyển. Và nhiệt độ vaccine khi Viện Vệ sinh bàn giao cho vị tiếp nhận là 6 độ C để đảm bảo cái tiêu chuẩn là từ 2 đến 8 độ C. Phòng bảo quản vaccine chúng tôi được là theo tiêu chuẩn của GPS và theo dõi nhiệt độ luôn ở 28 độ C. Cùng với việc tiếp nhận và bảo quản vaccine COVID-19 thì việc triển khai tập huấn tiêm phòng tới tuyến cơ sở được thực hiện như thế nào thưa ông? Sở Y tế đã ban hành kế hoạch số 51 về tập huấn
Trong hai đợt tập huấn này, chúng tôi dự kiến tập huấn cho tất cả toàn bộ cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, sẽ cử cán bộ xuống hỗ trợ tuyến huyện tập huấn cho 9 huyện thành phố, tầm khoảng sẽ khoảng 500 cán bộ nữa, là trong cái lực lượng tiêm phòng sẽ khoảng 700 đến 800 người để có thể thực hiện tiêm chủng. Dự kiến trong năm 2021-2022 sẽ triển khai trên toàn diện, trên diện rộng. Dạ vâng, những nhóm đối tượng nào sẽ được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại Lào Cai trong đợt này và việc lập danh sách đã được triển khai tới các cơ quan, đơn vị như thế nào thưa ông? Đối tượng thì phân ra 9 đối tượng theo nghị quyết 21. Thời điểm hiện tại thì đã nhận danh sách của trên 30 đơn vị tuyến tỉnh, 9 trung tâm y tế huyện. Thì ở đây chúng tôi có giao cho trung tâm y tế huyện để làm đầu mối tổng hợp danh sách cho đơn vị địa bàn huyện với tổng số là 381.600 người, trong đó nhóm ưu tiên đợt 1 này là sẽ là 13.919 người. Tuy nhiên do vaccine không đủ, vì thế thì có thể tiêm được cho 6.700 liều. Số còn lại thuộc đối tượng ưu tiên cho đợt nhận vaccine tiếp theo. Vaccine thì bảo quản được 3-6 tháng thôi. Do đó là tùy theo cái tiến độ công việc của tỉnh thì chúng tôi sẽ tính toán được cái lượng đó và đề xuất lên Bộ Y tế cấp theo đúng phù hợp thực tiễn trong tình hình tới này. Vậy thì tại Lào Cai sẽ dự kiến tiêm vaccine phòng chống COVID vào thời điểm nào thưa ông? Tầm khoảng 20 đến 25 hoặc chậm hơn một chút thì chúng tôi sẽ tập tiêm chủng tại tỉnh trước. Tỉnh thì bao gồm tại 3 địa điểm theo kế hoạch dự kiến là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Bệnh viện Sản Nhi. Ngoài ra thì đơn vị Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế sẽ đảm trách vấn đề tiêm tại cho nhân viên tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế và một số cán bộ của nhóm ban quản lý y tế cửa khẩu. Một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Những năm qua, việc xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em luôn là nội dung trọng tâm được tỉnh Lào Cai chú trọng thực hiện. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. Với chủ đề Nói không, chạy đi, kể lại, buổi truyền thông phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hầu Thào, xã Mường Hoa, thị xã Sapa đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho hơn 200 học sinh, giúp các em tự bảo vệ bản thân, biết bỏ chạy và kêu cứu khi bị xâm hại, tấn công. Tuyên truyền xâm hại tình dục hôm nay có thể giúp em tránh được những trường hợp hay là những tình trạng mà em có thể gặp, không đi lấy chồng sớm. Trong năm 2020, các cấp hội phụ nữ cũng đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về phòng chống mua bán người và kỹ năng đảm bảo an toàn khi đi làm ăn xa cho phụ nữ tại 26 thôn thuộc 3 xã vùng cao của tỉnh. Qua đó nâng cao ý thức tự bảo vệ mình cho chị em trước các mối nguy hiểm. Tất cả chị em hội viên đã nâng cao được nhận thức rất rõ rệt, không nghe theo lời kẻ xấu rủ rỗ nữa. Chị em chuyên tâm chăm sóc gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành, đó là công an, Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân ký kết cái chương trình hợp tác trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, đã góp phần giảm thiểu những cái vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Hội viên phụ nữ cũng được tập huấn kiến thức, hỗ trợ đào tạo nghề, giúp đỡ về vốn để khởi sự kinh doanh, mạnh dạn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tôi thì cũng tạo công ăn việc làm cho được 7 hội viên, chị em phụ nữ. Tại vì làm cái nghề bánh gai này nó cũng không vất vả, nó chỉ làm được 3-4 tiếng thôi. Có thể là chị em làm 3-4 tiếng được 200.000 một ngày. Coi cũng đủ mua rau dưa thêm thắt cho gia đình. Xây dựng môi trường sống an toàn đối với phụ nữ và trẻ em là thước đo cho sự tiến bộ, là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Bởi vậy, cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, cùng chung tay thực hiện hiệu quả trong công tác bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 11 ngày 12 tháng 4 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%.
vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi, gió nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bệnh viện 199 của Bộ Công an cho biết bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nam, 16 tuổi, bị ngộ độc tinh dầu thuốc lá điện tử. Vụ việc này một lần nữa cho thấy mối nguy hại khó lường của thuốc lá điện tử. Năm 2020, nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế Bộ Y tế cho thấy có đến 8,35% học sinh lớp 8 đến lớp 12 hút thuốc lá điện tử, tăng 40 lần so với năm 2005. Tại Việt Nam, mặc dù luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định rõ không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, nhưng thực tế, trẻ em hoặc người dưới 18 tuổi đều dễ dàng tiếp cận với sản phẩm này. Theo Điều 26 ND 117, hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi là phạm luật và bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Nhưng thực tế, việc thực thi hình phạt này chưa phổ biến rộng rãi và cũng chưa đủ sức răn đe. Mới đây, một người phụ nữ ở Đắk Lắk bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin về việc có thể làm căn cước công dân số đẹp để thu hút lượt like trên mạng xã hội. Cụ thể, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với DTTG, 31 tuổi, ngụ tại thành phố Buôn Ma Thuật, về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông theo khoản 1 điều 101, Nghị định 15/2020 của Chính phủ. Sau khi D đăng tải bài viết nhận làm căn cước công dân số đẹp, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ vào cuộc xác minh và mời D lên làm việc. Tại đây, Đê khai nhận bản thân không có mối quan hệ và khả năng tác động để làm căn cước công dân nhanh, số đẹp. Người phụ nữ này thừa nhận đăng tải bài viết trên nhằm mục đích thu hút lượt like người sử dụng mạng xã hội để bán hàng online. Mới đây tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng Đà Lạt phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thi ẩm thực đương đại Đà Lạt và xác lập kỷ lục 100 món ăn từ rau và hoa Đà Lạt. Hội thi nhằm trình diễn xác lập kỷ lục Việt Nam, góp phần quảng bá thương hiệu rau và hoa Đà Lạt bằng những sản phẩm ẩm thực đa dạng, phục vụ du khách, lan tỏa việc sử dụng các sản phẩm nông nghiệp Đà Lạt trong nền ẩm thực Việt Nam và thế giới, tạo nên sự kiện mang dấu ấn về ẩm thực đặc trưng của Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây là một trong những hoạt động kích cầu du lịch Lâm Đồng sau thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19 và hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 sẽ diễn ra vào cuối năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục giới tính sớm cho con là điều rất quan trọng, giúp cho con có thể tự bảo vệ mình trước những tình huống xấu có thể xảy ra. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ khi đề cập đến những kiến thức về giới tính thường hay e ngại, ít nói chuyện thẳng thắn với con. Chính điều này đã khiến cho các con có suy nghĩ đây là chuyện bí mật. Và điều này sẽ thực sự nguy hiểm nếu như các con gặp phải trường hợp mất an toàn, đặc biệt là có thể bị xâm hại vì thiếu hiểu biết. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chị Nguyệt Anh luôn dành ra một chút thời gian để trò chuyện cùng cậu con trai đang học lớp 3. Những lúc bên con như thế này, chủ đề mà chị Nguyệt Anh nói với con thường xoay quanh việc học, việc chơi và rất hạn chế trao đổi với các con về những câu chuyện liên quan đến giới tính. Bản thân tôi thì nghĩ là hầu như các cha mẹ thì đều có những cái suy nghĩ giống mình. Nên là mình nghĩ là có lẽ là đều nghĩ là các con quá bé. Các bạn chỉ hiểu được là nam nữ là như thế nào thôi, chứ các bạn không hiểu được cái vấn đề là đi sâu và giới tính là cần phải có những cái gì và cần phải được hiểu như thế nào sâu thì các bạn chưa hiểu. Khác với chị Nguyệt Anh, chị Kiều Minh, phụ huynh có con đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi lại cho rằng việc giáo dục giới tính cho con ngay từ lúc nhỏ là việc rất quan trọng. Chị thường xuyên chia sẻ thêm với con nhiều kiến thức khác thông qua các câu chuyện, những hình ảnh thực tế hay những câu đố vui, giúp con có những hình dung ban đầu về giới tính. Việc giáo dục giới tính cho con phải thực hiện từ khi con còn nhỏ để tạo cho con một cái sự nhận thức rõ ràng về bản thân, về những cơ quan trên cơ thể
của mình, đồng thời tạo cho con một cái ý thức để tự bảo vệ bản thân mình trước cái xấu. Hiện nay các nhà trường đang có nhiều thay đổi trong phương pháp giảng dạy và truyền tải kiến thức thông qua giao tiếp, các hình ảnh, đồ chơi hay những câu chuyện, giúp các em tiếp cận với kiến thức về giới một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Đây cũng là phương pháp mà các cha mẹ có thể áp dụng để thực hiện với con của mình. Đến với trường học thì các con cũng đã có những kiến thức và kỹ năng sống cơ bản về giáo dục giới tính rồi. Các bậc phụ huynh đừng coi đây là vấn đề nhạy cảm mà hãy cởi mở để chia sẻ với trẻ, để trẻ có những kiến thức bổ ích nhất. Bởi vì đối với trẻ, cha mẹ là người mà tin tưởng nhất và là người gần gũi nhất với trẻ. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, giải vô địch kéo co đẩy gậy và bắn nỏ tỉnh Lào Cai năm 2021 đã khép lại thành công. Trong 2 ngày thi đấu, 350 vận động viên thuộc 28 đoàn đến từ các huyện, thị xã, thành phố và các câu lạc bộ thể thao trên địa bàn tỉnh đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn ở 24 nội dung thi đấu. Kết quả, ở nội dung đồng đội môn bắn nỏ nam nữ, giải nhất thuộc về đội Bảo Yên, giải nhì thuộc về huyện Văn Bàn. Môn kéo co cả 3 nội dung nam nữ và nam nữ kết hợp, giải nhất đều thuộc về huyện Bảo Thắng, giải nhì là huyện Bắc Hà. Đồng giải ba là các huyện Bảo Yên, Simacai và xã Chỉ Quang, huyện Bảo Thắng. Ban tổ chức cũng đã trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao ở môn đẩy gậy. Thưa quý vị và các bạn, hoa hồng là một trong những loài hoa có nhiều giống với đa dạng hình dạng, màu sắc cùng nhiều hương thơm khác nhau. Và có một loài trong số đó đang ngày càng phổ biến và rất được ưa chuộng bởi màu sắc quyến rũ và hương thơm ngọt ngào, đó là hoa hồng leo Sapa. Phần thời lượng còn lại của chương trình thời sự ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp kiêu kỳ của loài hoa này trên vùng đất ngàn mây. Tới đây chương trình thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự sau. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 11 ngày 12 tháng 4 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc đêm nay có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ.